Ở ngoài kia bữa nay bên biển Đông bắt đầu khởi mào dậy sóng, quả tiễn đang bay dèo dèo ở bển. Thì lâu nay chuyện nói về vấn đề biển Đông dậy sóng, thì mình thì ngồi đây sỏi chuỗi cũng không biết làm gì, nhớ quê hương nhớ đồng bào, không biết có chuẩn bị chưa. Lâu nay chuyện nhắc rồi, cái clip này kiệt ra, cái video này kiệt thâu nói cũng như là tổng kết lại thôi. Thì năm thứ mà lâu nay, gần 3 năm nay Kiệt lên mạng nhận lệnh bề trên á, để thông báo cho quý vị đó, đó là kinh tế, nạn đói, thiên tai, bệnh dịch và chiến tranh. Hiện giờ là chiến tranh là tới đói nữa. Đói thì đói dài dài, nhưng mà chiến tranh sẽ đói. Thì cái này là cái tổng kết để những cái gì 3 năm nay Kiệt nói đều trúng hết. Chỉ còn có Đài Loan sắp sửa tuyên bố độc lập và Đức Thầy xuất hiện thì coi như là Kiệt xong. Cái đoạn cái màn khúc cuối này của cái đường hầm thì coi như xong. Ở bên nước Việt, không biết bây giờ ở ngoài Bắc, miền Trung, miền Nam, mấy dân của mình không biết đang làm gì, có cái sự chuẩn bị gì không. Mà mấy clip vừa rồi Kiệt lên mấy hôm rồi ở trên núi quay thì Kiệt có thông báo đó, thì hôm nay nên chuẩn bị. Những người làm công ty có liên hệ với Trung Quốc hay Đài Loan là cần phải chuẩn bị, tại vì khi chiến tranh xảy ra đó thì nạn kinh tế mà nó gọi là khủng hoảng dây chuyền á, toàn cầu thì cơ xưởng sản xuất không được, thiếu thu nhập, rồi công nhân cũng vậy, người làm cũng vậy. Đó là mình chỉ nói về vấn đề kinh tế trước nha. Ở Mỹ này Kiệt cũng đang chuẩn bị một cái danh sách hơn phân nửa người, nếu mà tại vì những cái món đồ mà nó đi lại nó có liên quan đến những cái quốc gia mà đang chiến tranh á, thì mình sẽ thiếu mấy cái đó để mình gắn vô cái bộ phận mình của cái máy của mình cần, thì mọi thứ nó sẽ ngưng trệ hết. Thì nên coi lại cái đó. Còn về phần dân chúng mình, nhất là ở ngoài Bắc, nếu mà chưa có cái dấu hiệu này thì nên lấy ra đeo. Dấu hiệu này nó sẽ cứu những người có hữu duyên khi mà bom đạn, có thể quả tiễn của Trung Cộng á, nó thấy cái dấu này của cha, của Thượng Đế nó nể á nghe. À, nó quay như vậy nè. Thì năm 1979 cái dấu hiệu này ra đời, lúc đó Trung Cộng tấn công miền Bắc nước Việt. Thì hôm nay Trung Cộng tấn công Đài Loan, cái dấu hiệu này sẽ cứu được những người có hữu duyên nếu mà Trung Cộng nó chấm tọa độ mà đi lạc vô Hà Nội á. Thì nên lấy đeo, dầu sao đeo cũng đâu có sao đâu, mà cứu được mạng á của cái thời này. Thuyền Bát Nhã. À, cái clip này thì nhắc như vậy. Chuẩn bị tiền, gạo, xăng nhớt, ba năm nay về trên cho Kiệt biết cái gì, Kiệt lên đây Kiệt thông báo cho quý vị hết. Thì thiên cơ mà 80% mình là mình đã có phước rồi, bờ trên đã thương nước Việt nhiều rồi, đã che chở nhiều, mà huống hồ chuyện nói gần 90% trúng hết và biển Đông dậy sóng. Có ai biết bữa nay quả tiễn của Trung Quốc nó bay vòng vòng bên Đài Loan đâu, Kiệt đã nói trước rồi mà. Màn này sắp kết thúc,